Xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh đọc sách của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đọc chương một của truyện Tính Cách Nguy Hiểm nha. Cho ta sẽ đọc tiếp phần truyện. Trong những nhất thời, mọi người biết nói gì bị thật. Bạn sẽ có một ngày, sẽ nói ra nó sẽ im lặng. Ngoài giờ thì 2 ngày, người nghe thấy tiếng nói qua người thấy chỉ lệnh vừa nói ngồi dậy chỉ xuống anh, bởi vì đỉnh đầu thì có vẻ sợi đốt cho nên anh đưa tay chỉ vừa mới lại. Chờ một lát người nói tiếp, anh ra ngoài cổ xong sẽ nhận ra là sẽ chút đất đạp vì tôi là anh sẽ không có kiện kiện cơ đầy sơ hồng như vậy. Thực ra vừa xong với anh không có thực ra vừa rồi anh làm việc quá vừa mới nửa tỉnh nghĩa là mình cũng chết chấp trong lúc này cả con chẳng nói xong đã chẳng thể ra ngoài không có này giống như sự trước vượt ra trong đầu tất cả mọi người mình hệ lên cười ra ngoài tôi thấy thì tôi còn ở trong nhà lãnh ta chỉ thích đứng dậy trong giường như chưa tỉnh nhau mắt lại thì mọi người cảm thấy anh trời mình anh vung tay chỉ thủ hiện trường thì cho tôi xem tất cả mọi người đều chú ý đến các tay em trên tay anh điện thoại là điện thoại cả bởi vì vậy chờ mình kiểm tra nhưng trước khi cầm điện thoại chỉ nên chặn lại ngay điện thoại lộ ra một bàn tay dựng lên ngân năm của các bệnh nhân phải gọi là chắc bệnh tay thon dài rất trắng bất tông dễ có thể thấy mạch máu xanh cả bên dưới bàn tay ấy cầm điện thoại chỉ được 10 giây sẽ nhanh đã thành phản xuất. Thưa thủ một ánh mắt, mọi người chỉ tay ấy, ngoại trừ người đến lại thường xuyên nhận diện có văn chỉ thanh là thấy gì là thì những người còn lại có tính phá sẽ giải giáp rộng để nhận diện. Các cảnh sát đứng gần chỉ thanh nhất dựng mình phát hiện mình đã di chờ để chỉnh cho người ta sắp thôi nhưng cảm thấy văn bỏ. Đó là gương mặt xinh đẹp vô cùng, nhưng lại phải ra sức định thần. Có thể là vì mái tóc trắng trắng quá dài, có thể là vì da của anh quá trắng, và anh thấy tóc quá dài. Người đàn ông này tuy đẹp, nhưng mà phải mặc jacket, trên người có cảm giác cảm cảm. Dường như chỉ thấy rất quen với anh đi trên chỗ này, chỉ nói, thay vì hỏi hắn ta tìm tóc mình đâu, và gọi trai hắn ta thì nói. Tôi biết nhẹ gần người, trai. Sợ gì đến con trai rồi? Thế quan gì đến con trai chứ? Con đã, sao cậu ta biết hắn là con trai? Nhưng mà sau khi gặp con trai, cả thầy cũng đã bắt đầu kích động, bắt bị hoàn toàn với việc số cảm cảm vừa rồi. Các thầy có biết chỉ lo, phát dậy, cướp điện thoại lại. Mọi người có cha hỏi thì cha hỏi tôi, liên quan đến con trai tôi làm gì? Quý Minh Nhuệ không này, thì không bình thường, em ngoan ngoãn. Con trai tôi không liên quan đến chuyện này. Quả thật ông cướp đồ, cho tìm thấy cắt bách của đồng chí tay của chị Thanh còn chưa ngưng xuống hoàn toàn. Trong khoảnh khắc tiếp xúc này, chị Thanh có thêm tầm âm thanh. Tầm âm thanh này giống như một cách ngủ tạng, bị mất dạng truyền vào trong tay anh. Tựa như khai là thì ông đang nói chuyện bên tay anh. Lời nói bị mất dạng và chạy hoàn toàn với lời nói trong miệng của ông ta. Mình có thể để bọn họ biết là của cha mình trộm đồ. Chuyện này nếu chuyển ra ngoài, người khác sẽ xem nhìn tiểu khang thế nào, thằng bé sẽ bị hàng xóm xứ quanh bạn bè bàn tán. Phượng không thể đang cấp được điện thoại, Quý Minh Nhuệ giật lại điện thoại, làm theo quy trình mà vừa giờ chị Thanh đã mở lại chương trình duyệt. Tất cả các web tìm kiếm trên gần một tháng qua đều hiển thị tên và màn hình dành cho trẻ em trong lịch sử gọi. Nửa năm nay không ghi lại gọi vào, hoàn toàn không có dấu vết liên lạc với công việc của cuộc sống. Về ăn uống ảnh thì không có bao nhiêu ảnh, đa số như vậy. Trước đây, các địa hình mới, thời gian chụp tập mới nhất, ảnh may, cái bóng của thứ gì đó lướt qua một chiếc lens sắc mờ, giống như chụp nhau. Ok, vậy là mình đã tập xong hết đoạn chuyện ngày hôm nay rồi nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này của mình.
giờ xin chào các bạn, bye bye.